tiramisu, món tráng miệng thơm ngon ngọt ngào có lẫn vị đắng nhẹ của cà phê và bột cacao. Hôm nay mình sẽ được hướng dẫn mọi người cách làm bánh tiramisu hình trái tim và cách đánh bông mousse mascarpone sốt mịn và giữ dáng lâu. Bánh để trong tủ lạnh 2 đến 3 ngày vẫn không bị sẹp. Mời mọi người cùng vào bếp và làm bánh tiramisu này với mình nha. Trước khi bắt tay vào làm bánh thì mình bật lò nướng lên, lửa trên và lửa dưới không quạt, nhiệt độ 170 độ C. Oven track ở vị trí giữa lò. Thoa ít dầu ăn lên khay nướng bánh có chiều dài 30cm và chiều rộng 23cm. Và mình lót giấy nén lên khay, để qua một bên. Cho 1/4 muỗng cà phê bột nở vào chén 60g bột mì, trộn cho bột hòa đều. Mình để bột qua một bên. Cho 3 cái lòng đỏ trứng gà lớn và một cái tô đánh trứng nhỏ. Trứng gà phải ở nhiệt độ phòng nha. Mình lấy sạch dây treo màu trắng đục dính trên lòng đỏ trứng ra để bánh bông lan không bị tanh mùi trứng. Cho khoảng 20g đường cát mịn vào. Sử dụng cây đánh trứng bằng tay đánh lòng đỏ và đường khoảng 2 đến 3 phút. Cho 1 muỗng canh sữa tươi không đường vào, sữa ở nhiệt độ phòng nha. Tiếp đó là 1 muỗng cà phê tinh chất vanilla, 1 muỗng cà phê dầu ăn. Mình đánh khoảng 1 phút cho mọi thứ hòa đều. Để hỗn hợp lòng đỏ trứng này qua một bên. Cho 3 cái lòng trắng trứng vào một cái tô thật sạch và cho một nhúm muối ăn vào. Mình sử dụng máy đánh trứng bằng tay, đánh khoảng 1 phút ở tốc độ thấp nhất. Đánh cho đến khi thấy các bột khí nổi lên như vậy là được. Tiếp tục đánh trứng ở tốc độ thấp, vừa đánh mình vừa rắc 40g đường cát mịn vào. Mình rắc mỗi lần khoảng 1/4 lượng đường vào thôi nha. Vừa đánh mình vừa rắc đường cho đến khi hết đường. Sau khi rắc hết đường vào hỗn hợp trứng, mình tăng tốc độ máy đánh trứng lên tốc độ trung bình và dần tăng lên tốc độ cao nhất và đánh cho đến khi trứng bong mịn. Đánh lòng trắng trứng cho đến khi mình nhắc cây đánh trứng lên, trứng trong tô tạo chóp dài nhưng đầu hơi cong xuống như vậy nha. Phần trứng dính trên cây đánh trứng không bị chảy xuống tô, mình lắc nhẹ vẫn không bị rớt xuống. Nếu thích tạo chóp cứng hơn thì mọi người đánh thêm một chút xíu nữa nha. Nhẹ tay cho hỗn hợp lòng đỏ trứng vào. Mình đánh ở tốc độ cao khoảng 10 đến 15 giây cho đến khi vừa hòa đều thì ngưng. Rây hỗn hợp bột vào tô hỗn hợp trứng. Sử dụng cây vét bột nhẹ tay trộn bột vào hỗn hợp trứng. Mình trộn nhẹ tay thôi nha, để hạn chế làm bể nhiều bọt khí trong hỗn hợp trứng. Trộn cho đến khi vừa hòa đều và không còn những túi bột nhỏ ẩn bên dưới nữa là ngưng. Đổ hỗn hợp bánh ra khay đã chuẩn bị sẵn. Nhẹ tay làm tràn hỗn hợp bánh ra đều khay. Cho bánh vào lò nướng đã bật sẵn và nướng ở nhiệt độ 170 độ C, nướng khoảng 16 đến 20 phút tùy lò. Bếp nhà mình thì nướng 18 phút là bánh đã chín. Bánh đã chín, lấy bánh ra khỏi lò để bánh trong khay khoảng 2 phút cho bánh nguội bớt. Sau đó mình cho bánh ra cái cooling rack, gỡ bỏ giấy nến để cho bánh nguội hẳn. Bánh bông lan để làm tiramisu này sẽ cứng hơn bánh bông lan bình thường chút xíu, nhưng mà bánh không hề bị khô. Bánh đã nguội, mình cho bánh lên một miếng giấy nến sạch. Cắt bánh bông lan ra thành 6 cái bánh hình trái tim bằng khuôn cắt bánh hình trái tim có chiều dài 10cm. Nếu không có khuôn cắt bánh thì mọi người sử dụng con dao thật bén và cắt bánh bông lan ra thành 8 miếng bánh hình chữ nhật đều nhau nha. Phần bánh còn lại thì mình cắt ra được 6 đến 7 cái bánh hình trái tim nhỏ. Để bánh qua một bên. Pha nửa cốc cà phê loại ngon với 2 muỗng canh rượu vị cà phê. Quậy cho hỗn hợp hòa đều. Để qua một bên cho hỗn hợp cà phê nguội. Cho 60g đường cát mịn vào tô có 3 lòng đỏ trứng gà lớn. Mình chọn trứng gà thật tươi nha và đã lấy sạch dây treo màu trắng đục. Đánh cho trứng hòa đều. Cho tô hỗn hợp trứng lên nồi nước đang sôi nhẹ. Mình canh nước sao cho đáy tô không chạm vào nước trong nồi nha. Mình khuấy đều tay và nấu cách thủy với lửa thấp nhất. Mình vừa nấu và vừa khuấy hỗn hợp trứng khoảng 4 đến 5 phút cho đến khi đường tan hết. Đường đã tan hết, mình tắt bếp và tiếp tục đánh hỗn hợp trứng khoảng 2 đến 3 phút nữa. Lấy tô trứng ra khỏi nồi nước, cho 1 muỗng cà phê tinh chất vanilla vào. Khuấy đều rồi đảo qua một bên cho hỗn hợp trứng nguội. Cho 150ml kem tươi lạnh vào một cái tô đánh trứng lạnh. Mình cho 10g đường cát mịn hoặc là 10g đường bột vào. Đánh bông kem ở tốc độ thấp nhất khoảng hơn 2 phút cho đến khi kem đặc và ổn định. Mọi người chú ý là không đánh kem quá tay nha. Sau khi đánh bông kem xong thì kem tươi sẽ đặc và ổn định như vậy nè. Cho 200g phô mai mascarpone lạnh vào tô. Mình đánh ở tốc độ thấp nhất khoảng 5 đến 6 giây thôi, không đánh quá tay nha. Cho hỗn hợp lòng đỏ trứng vào và đánh ở tốc độ thấp khoảng 8 đến 10 giây. Không đánh quá tay nha. Cho kem tươi đã đánh bông lúc nãy vào, cho kem vào từ từ, mỗi lần khoảng 1/3 lượng kem vào thôi. Trộn nhẹ tay cho đến khi hết kem. Trộn nhẹ tay cho đến khi mọi thứ hòa đều và mịn. Cho hỗn hợp mascarpone vào túi bát kem, có gắn chốt giữa đuôi bát kem cỡ 1,4cm. Cho vào tủ lạnh để giữ lạnh, mình sẽ để khoảng 15 đến 30 phút thôi nha. Để lâu quá mousse sẽ bị đặc. Cho bánh bông lan lên đĩa, rưới khoảng 5 muỗng nhỏ hỗn hợp cà phê đã pha lúc nãy, rưới cà phê lên đều khắp mặt bánh. Mình lấy mousse mascarpone ra khỏi tủ lạnh và bắt mousse lên khắp mặt bánh. Nhẹ tay xếp bánh bông lan lên trên. Rưới đều khoảng 4 đến 5 muỗng nhỏ hỗn hợp cà phê lên khắp mặt bánh. Bắt mousse mascarpone lên. Xong mình đậy bánh lại và cho vào tủ lạnh. Nếu thích sô-cô-la thì mọi người cũng có thể bào ít sô-cô-la đen 70% cacao lên phần mousse ở giữa và ở trên mặt bánh như vậy nha. Rồi đậy lại cho vào tủ lạnh. Bánh tiramisu ăn ngon hơn khi mình để bánh trong tủ lạnh qua ngày hôm sau. Bánh có thể được bảo quản trong tủ lạnh khoảng 2 đến 3 ngày. Trước khi dọn bánh tiramisu ra ăn thì mình rắc ít bột cacao lên mặt bánh. Rắc lớp bột cacao dày hay mỏng tùy ý thích của mọi người nha. Bánh tiramisu làm theo công thức này, bánh bông lan thấm đều hỗn hợp cà phê nở mềm. Phần mousse mascarpone mềm xốp mịn và rất ổn định, không bị xẹp và không bị ra nước, ăn rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã xem video này.